Bạn đang xem Người đưa tin TV. Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, một số tỉnh thành trên cả nước đã cho phép học sinh các cấp nghỉ học từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 2 và phun thuốc khử trùng ở các trường học. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Người đưa tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình có 484 cơ sở giáo dục với trên 230.000 học sinh. Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình gửi văn bản hỏa tốc đến các trường học trên địa bàn tỉnh cho giáo viên, học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 2. Đồng thời, dừng tất cả các hoạt động giáo dục đang triển khai có liên quan đến học sinh, xây dựng kế hoạch giáo dục bù trong thời gian tiếp theo, đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch thời gian quy định, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế thực hiện việc phun thuốc khử trùng các phòng học, nơi làm việc. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã cấp phát cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đợt 1 là 290 kg chlorazamin B, 240 bộ quần áo chống dịch để tiến hành phun khử khuẩn. Các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiến hành phun đồng loạt, đảm bảo 100% các trường đều được phun khử trùng. Các khu vực phun thuốc khử trùng bao gồm ngoại cảnh, sân chơi, phòng học, phòng làm việc, bếp ăn, khu vệ sinh. Các nhà trường cũng chủ động vệ sinh khuôn viên trường học, thông thoáng các lớp học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.